Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga sử dụng đường hầm để chiếm thành trì lớn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga ngày qua đã giành được một cứ điểm lớn của quân đội Ukraine ở vùng ngoại ô thành phố Kirovsky, Donetsk bằng cách sử dụng một đường hầm, theo hãng thông tấn TASS. Theo bộ này, quân Nga đã dọn sạch một đường hầm dài hơn 3 km dọc theo kênh Seversky, vòng phía sau cứ điểm của Ukraine để bố trí các vị trí bắn và hầm trú ẩn, làm kho đạn dược và kho thực phẩm cho các đơn vị tấn công. Với cuộc tấn công bất ngờ vào cứ điểm, quân đội Nga đã giành được khu vực này, buộc binh sĩ Ukraine phải đầu hàng hoặc rút lui khỏi vị trí. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga ngày 30 tháng 6 cũng giành quyền kiểm soát hai cộng đồng Sponoye và Novoalexandrovka ở Donetsk. Trong khi đó, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu trung tâm của quân đội Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, khiến đối phương tổn thất 370 binh sĩ, 8 ô tô và nhiều khẩu pháo. Tương tự, nhóm chiến đấu trung tâm Battle Group của Nga ngày 30 tháng 6 đã cải thiện vị trí chiến thuật và tấn công 4 lữ đoàn quân đội Ukraine và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine. Các cuộc tấn công khiến Ukraine tổn thất 285 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 bệ phóng tên lửa đa nòng Grad và 1 kho vũ khí. Tại khu vực do nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga kiểm soát, Ukraine mất 285 binh sĩ, 1 xe tăng, 5 ô tô cùng nhiều khẩu pháo trong ngày. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã đánh bại các lữ đoàn của quân đội Ukraine và đẩy lùi hai cuộc phản công khiến đối phương mất tới 515 binh sĩ. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga ngày 30 tháng 6 đã tiêu diệt 72 máy UAV Ukraine, 2 tên lửa Neptune MD, 3 tên lửa hành trình mồi nhử MAT và 9 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Ukraine thống kê thương vong, thiệt hại khủng của Nga từ đầu chiến sự. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 30 tháng 6 có 47 cuộc đụng độ xảy ra trên tiền tuyến. Trong đó, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga ở thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk. Nga ngày qua thực hiện 8 cuộc không kích, 38 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và 667 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine. Tại tỉnh Kharkiv, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công Nga, khiến đối phương tổn thất 168 binh sĩ, một thiết giáp, một hệ thống pháo binh và 11 xe cơ giới. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv, ông Oleg Snyehubov nói rằng, Nga ngày qua đã nhắm mục tiêu vào một bưu điện ở tỉnh này bằng bom dẫn đường, khiến một người chết, 9 người bị thương. Ukraine ngày 30 tháng 6 cũng đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga tại các thành phố Kupiansk, Kharkiv, Liman, Siversk, Kramatorsk, Donetsk. Sau tranh ác liệt xảy ra tại thành phố Prokhorovsk, trong đó lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của Nga. Tại khu vực này trong ngày qua, Nga đã mất 343 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 thiết giáp, 7 xe cơ giới và 2 hệ thống pháo binh. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong bản cập nhật chiến sự ngày 30 tháng 6. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày qua đã thống kê thiệt hại của Nga từ đầu chiến sự. Theo công bố từ phía Ukraine, Moscow đã tổn thất 542.700 binh sĩ từ tháng 2 năm 2022, trong đó có 1.140 binh sĩ thương vong trong ngày qua. Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội nước này đã đánh vào 8.080 xe tăng, 15.524 thiết giáp, 14.533 hệ thống pháo, 1.110 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, 873 hệ thống phòng không, 360 máy bay và 326 trực thăng, 11.584 UAV cấp tác chiến và chiến thuật, 2.331 tên lửa hành trình, 28 tàu, thuyền, 1 tàu ngầm, 19.643 phương tiện và xe chở dầu của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Ông Zelensky bình luận kế hoạch của ông Trump về chấm dứt xung đột trong 24 giờ. Ngày 30 tháng 6, trả lời phỏng vấn tờ Philadelphia Inquirer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông không biết làm thế nào để chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói. Tôi không biết làm sao xung đột có thể kết thúc trong 24 giờ. Nếu ông Trump có mô hình như vậy thì ai cũng muốn kết thúc xung đột. Nhưng nếu ý tưởng là buộc Ukraine từ bỏ lãnh thổ thì đó không phải là một ý tưởng mới, ông Zelensky nói. Đề cập tình hình chiến trường, ông Zelensky nói rằng vấn đề lớn nhất mà Ukraine đang đối mặt là các cuộc tấn công bằng bom lượng của Nga với số lượng hàng nghìn quả trong tháng qua. Vì vậy, cần tìm kiếm các giải pháp tầm xa chống lại các sân bay nơi máy bay quân sự Nga xuất phát để phóng bom lượng và tên lửa, ông Zelensky gợi ý.
nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các nước hỗ trợ nới lỏng hơn nữa các hạn chế về việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Cần có những quyết định rõ ràng để giúp bảo vệ người dân của chúng tôi. Các cuộc tấn công tầm xa và phòng không hiện đại là nền tảng để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố hàng ngày của Nga, ông Zelensky nói thêm. Nga dồn dập tấn công trên nhiều mặt trận, Kiev gặp bất lợi ở Volchan. Ukraine đã cố gắng phản công ở Kharkov nhằm giáng một đòn mạnh vào đối phương. Tuy nhiên, họ đã rơi vào thế lực bất tòng tâm trong những trận chiến vô vọng do thiếu trầm trọng về nguồn lực và quân số. Toàn bộ chiến tuyến hôm 29 tháng 6 hoạt động rất tích cực. Quân đội Nga đã giành được nhiều thắng lợi dọc chiến tuyến. Kênh Military Summary đưa tin, tại Volchan, trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow tiến về phía nam thành cổ, đẩy quân Ukraine vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, theo một blogger quân sự, lực lượng Kiev cũng đã phát triển về phía nam khu phố Yuri Gagarin. Ở phía bắc Terni trên hướng Kupiang, quân đội Nga tiến thêm khoảng 2 km, với chính diện rộng khoảng 8 km. Lực lượng Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào rừng Crimea và giành được lãnh thổ. Tại Chasovka, lực lượng Moscow đã chiếm được gần như toàn bộ lãnh thổ tiểu khu Kanan cho đến tận kênh đào. Hiện Ukraine chỉ còn giữ được duy nhất thành cổ ở phía đông tiểu khu. Về hướng Torez, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể và làng Pipdinner gần như đã được kiểm soát hoàn toàn. Theo hướng Avdiivka, lực lượng Moscow tiến gần Sokin và cũng đang tiến gần hơn về phía nam Novosilivka-Persa. Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine gần Odessa cùng với kíp trắc thủ của nó đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, một đoàn tàu chở thiết bị quân sự ở Zaporizhia cũng bị phá hủy. Trong một diễn biến liên quan, nhóm quân trung tâm của Moscow phát triển cuộc hành quân tấn công bất ngờ, đột phá từ Golovka đến Torez. Sau khi giành quyền kiểm soát Sum, các nhóm xung kích Nga chiếm Leninskoy và tiến vào Zhutnoye, Ipdennoye. Những thành công của lực lượng Moscow một lần nữa được các nhà phân tích quân sự Ukraine công nhận khi công bố bản đồ và ghi rõ. Quân đội Nga tiến vào làng Pipdennoye và vùng ngoại ô trên một khu vực rộng tới 1,65 km và sâu khoảng 2,3 km phía đông làng Drutba. Đối phương đã thiết lập một điểm triển khai tạm thời tại một trong các tòa nhà của trạm bơm của kênh Seversky Donetsk. Vì sao Nga đưa dòng lửa S-500 tới bán đảo Crimea? Theo trang Eurasian Times, ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 12 tháng 6 nói rằng Nga đã triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-500 tới bán đảo Crimea. Chúng tôi đã nhìn thấy các đơn vị S-500 mới nhất xuất hiện ở Crimea, ông Budanov nói. Theo Eurasian Times, không thể xác minh độc lập tuyên bố của ông Budanov, nhưng nếu đúng như vậy, thì đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không thế hệ kế tiếp S-500 được đưa vào sử dụng trong chiến đấu. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khi đó là ông Sergei Shoigu thông báo, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận lô hệ thống phòng không S-500 trong năm nay. Sau khi tuyên bố của ông Budanov xuất hiện trên kênh truyền thông, giới phân tích quân sự cho rằng Nga có thể đang bảo vệ cầu cách trước các cuộc tấn công của Ukraine do tầm quan trọng chiến lược của cây cầu. Lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm vào cây cầu này. Cây cầu chiến lược cách còn gọi là cầu Crimea, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea và thường xuyên được sử dụng để vận chuyển binh lính và vũ khí của Nga tới Crimea. Tháng 8 năm 2023, cầu cách bị hư hỏng trong một vụ ném bom lớn mà giới chức Nga cho là do Ukraine tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Cuộc tấn công khiến cây cầu đóng cửa, ngưng mọi hoạt động di chuyển của các phương tiện. Không chỉ vậy, cuối tháng 5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng phà cách tại Crimea đã bị tên lửa Atak tấn công. Theo các báo cáo và hình ảnh vệ tinh do Kiev công bố, hai tàu Nga bị trúng đạn trong cuộc tấn công ngày 30 tháng 5. Tuy vậy, việc Nga triển khai hệ thống phòng không S-500 tại Crimea có thể là nhằm đối phó các mối đe dọa lớn hơn. Theo một số nhà phân tích, việc triển khai này có thể ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiến hành các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!